Xin chào các bạn đang theo dõi tin tức 360 của kênh Gia đình Việt. Trong suốt mấy ngày hôm nay thì cộng đồng mạng có quá nhiều tin tức không vui xảy ra từ Sơn Tùng MTP. Nhưng có lẽ giờ đây Sơn Tùng MTP đã được người anh trai của mình là G-Dragon cứu nguy trong thời điểm này. Nhiều netizen chia sẻ rằng tin tức hẹn hò của G-Dragon và Jennie đã cứu Sơn Tùng MTP một bàn thua trông thấy. Bởi sáng sớm ngày 24 tháng 2, thông tin G-Dragon trưởng nhóm Big Bang đang hẹn hò với Jennie đang trở thành tin tức nóng hổi. Bizpack, nơi khui tin hẹn hò này cho biết, cặp đôi đã bên nhau được hơn một năm và địa điểm thường xuyên lui tới của cả hai chính là căn hộ penthouse triệu đô của G-Dragon. Ngay lập tức thì thông tin này đã trở thành tin tức sốt dẻo của không chỉ làng giải trí Hàn Quốc mà còn ở Việt Nam. Nhiều người đã vô cùng ủng hộ cặp đôi này, ai nấy thì đều cho rằng GD và Jennie thì vô cùng đẹp đôi. Cũng chính lúc này, trên mạng cũng tràn lan những hành động của sao Việt khi nghe tin GD có người yêu vô cùng hài hước và đáng yêu. Trong showbiz Việt thì Huyền My thích thú chia sẻ thông tin cặp đôi G-Dragon và Jennie và bày tỏ: "Chóng mặt quá, tôi dụi mắt mấy lần rồi, đẹp đôi thế." Tóc tiên và bạn thân chính là bà xã Romastic cũng xỉu ngang xỉu dọc khi hay tin ông hoàng K-pop có bồ. Đặc biệt nhất là ngay lúc này, Diệu Nhi liên tục bị gọi tên vì trước đó nữ diễn viên thường xuyên bày tỏ tình cảm và sự u mê ra mặt của mình đối với G-Dragon. Dân tình cho rằng có lẽ Diệu Nhi sẽ khóc hết nước mắt rồi cất gọn poster vào một góc thôi. Thu Trang cũng có chia sẻ khiến dân tình thích thú. Lời nguyền mê trai quả là không chừa một ai. Nghe tin người ta có bồ thì nên mừng cho người ta, miệng cười mà đau ở trong tim. Quả phải nói G-Dragon vô cùng có sức hút, kể cả là bà mẹ một con hay là các chị gái có chồng cũng không thể cưỡng nổi sự ô mê này. Thôi rồi, chắc kiểu này không biết tiếng luật Hoàng Tulliver Remastic hay anh Tú có méo mặt cho hoàn cảnh trớ trêu của các bà vợ hay là người yêu của mình không đây. Cũng trong lúc này thì các netizen cũng đã phát hiện ra điểm trùng hợp của G-Dragon và Sơn Tùng MTP khi cho rằng chuyện tình cảm của GD Lee Chuseon, Jennie chính là bản hàng của Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm và Hải Tú. Những mối quan hệ mập mờ xung quanh G-Dragon mà bản thân chưa từng thừa nhận liệu có giống với Sơn Tùng MTP. Trước đó thì cặp chị em Lee Chuseon và G-Dragon dính tin đồn hẹn hò 4 lần từ năm 2017 đến năm 2019. Ngay cả khi Dispatch khui tin hẹn hò vào đầu năm 2018 thì cặp đôi cũng không lên tiếng thừa nhận. Đại diện công ty quản lý chỉ trả lời rằng đây là cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ, họ không có quyền can thiệp. Đến tháng 5 năm 2019, mối quan hệ tình cảm giữa G-Dragon và Lee Chuseon không có gì thay đổi. Vào ngày 31 tháng 5, Lee Chuseon đã đăng tải một đoạn video ngắn thân mật với ông hoàng K-pop trên Instagram và nhanh chóng xóa bỏ ngay lập tức. Tháng 5 năm 2020, Jennie làm nức lòng người hâm mộ với chương trình phát sóng trực tiếp đập hộp dòng mắt kính mới có sự góp mặt của G-Dragon. Trong clip thì nam ca sĩ đã thử kính họ bối đưa và nở một nụ cười nhí nhố trước máy quay. Chuyện G-Dragon bị khui tin hẹn hò với Jennie, mặc dù trước đó có mối quan hệ mập mờ với Lee Chuseon, cũng không khiến quá nhiều người bất ngờ. Trên thực tế, ngay từ đầu họ đã không công khai chuyện tình cảm. Dù có bị lộ bằng chứng và thậm chí là bị Dispatch bắt gặp, thì cả hai vẫn im lặng tìm hiểu nhau. Mặc dù rất nhiều bạn bè đồng nghiệp cho biết là họ đang trong một mối quan hệ yêu đương. Nhìn sơ qua thì câu chuyện của G-Dragon, Lee Chuseon và Jennie khá giống với scandal tình cảm của ca sĩ Sơn Tùng MTP, Thiều Bảo Trâm và Hải Tú. Với Thiều Bảo Trâm và Lee Chuseon, họ có điểm chung, vốn là bạn gái của một siêu sao hàng đầu trong thời gian dài, nhưng họ không có quyền được chia sẻ về mối tình của mình trên sóng truyền hình, dù cả làng giải trí đều biết họ đã thuộc về nhau. G-Dragon và Sơn Tùng có điểm chung trong phong cách hẹn hò. Với bất cứ ai cũng vậy, họ sẽ không công khai chuyện tình cảm của mình, từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến nửa kia. Điểm chung khác có thể nói là vấn đề xa mặt khách lòng. Cô gái tiếp theo của cả hai chàng trai đều là nghệ sĩ cùng công ty và thậm chí là còn là nữ chính đóng chung MV ca nhạc. Cuối cùng, trường hợp của Jennie sẽ khác Hải Tú. Nếu Hải Tú bị xem là trà xanh cướp bồ, hình tượng ngây thơ trong sáng sụp đổ, thì Jennie lại là một minh tinh hàng đầu thế giới và châu Á với lượng fan hùng hậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của chúng tôi. Nhớ đăng ký để theo dõi những tin tức mới nhất nha.